Chào mừng bạn đã đến video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một website mới trên hệ thống iGroup Blog khi bạn đã thực hiện thành công một giao dịch. Khi bạn đã đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi cho bạn một email với nội dung với tiêu đề là tạo website trên hệ thống igroupblog.com. Trường hợp bạn không nhận được email này thì có thể email đã bị chạy vào phòng thư spam của bạn hoặc bạn chưa thành công giao dịch đó. Nếu mà bạn kiểm tra cả hòm thư spam mà vẫn không thấy email này thì bạn hãy liên hệ ngay với hệ thống iGroup Blog để được hỗ trợ sớm nhất. Rồi bạn hãy kích mở email này lên. Bạn sẽ thấy một đường link ở đây. Đường link này giúp bạn có thể tạo được website của bạn ngay khi bạn đã thực hiện thành công giao dịch. Và tôi khuyến cáo bạn là nên bảo mật tốt cái email này, bởi vì nếu mà người ngoài có thể lấy được cái đường link này của bạn, họ có thể tạo website ngay trên tài khoản của bạn. Bạn hãy kích vào đường link này, hệ thống sẽ thông báo cho bạn là bạn đã thanh toán thành công và bạn có thể tạo được website ở đây, và sẽ tự động chuyển hướng sang cái phần để bạn tạo website. Ở phần domain này sẽ có một dạng subdomain, đó là .igroupblog.com. Bạn hãy viết cái tên website của bạn ở đây. Ví dụ tôi viết tên của tôi đó là Đức Anh igroup đi. Khi tôi viết là Đức Anh igroup thì sau khi tạo xong tôi sẽ có một website, đó là DứcAnhigroup.igroupblog.com. Bạn ấn vào next. Ở phần account info này, hệ thống sẽ cho phép bạn nhập password ở đây. Khi bạn tạo website đầu tiên thì hệ thống sẽ bắt bạn nhập password ở đây. Đây là cái mật khẩu để bạn đăng nhập tài khoản này trên hệ thống iGroup Blog. Chính vì vậy, bạn nên tạo website đầu tiên của bạn ngay để bạn có thể tạo được cái mật khẩu này, để tránh trường hợp là có người khác vào được email của bạn và đăng ký bằng cái mật khẩu mà bạn không biết, có thể dẫn đến mất tài khoản. Tiếp theo bạn click vào next. Ở phần full name, phần này là phần tiêu đề website của bạn. Ví dụ mình vào trang nguyenduc.anh.org. Như trên đây, bạn có thể thấy tiêu đề trang của mình là Nguyễn Đức Anh với một dòng mô tả ngắn, đó là luôn chia sẻ để nhận lại nhiều hơn. Tương tự như vậy, phần full name này sẽ là phần tiêu đề trang của bạn, và phần mô tả bên dưới sẽ là phần mô tả ngắn. Sau khi điền xong phần này, bạn kích vào Finish. Khi hệ thống báo rằng success go to dashboard, nghĩa là bạn đã đăng ký thành công cái website đó trên hệ thống, và bạn có thể kích vào nút go to dashboard để đến được trang quản trị của website. Đây là trang quản trị của website bạn. Bạn có thể sang một tab mới và vào thử cái trang web, đó là như trang web tôi vừa tạo, đó là DứcAnhigroup.igroupblog.com, và xem thử website của bạn khi bạn mới tạo xong. Như bạn đã thấy, bạn đã có một website và hiện tại website vẫn đang trắng trơn. Để website của bạn có giao diện thì tôi xin hẹn bạn đến video hướng dẫn lần sau. Bạn hãy theo dõi video là phần import demo data. Cảm ơn bạn đã theo dõi video.